Rồi, chiều chào cô chú anh chị và các bạn. Trong video kế tiếp này, khám phá từ đoạn phà Đại Ngãi thì mình phải qua hai con phà mới qua Sóc Trăng, thì mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị đoạn này khám phá và mua vé và đi qua phà như thế nào nha. Rồi mời cô chú anh chị và chiều đi với chiều nha. Dạ, mình tiếp tục khám phá đoạn đường xuống phà, qua phà và tiến đường về Sóc Trăng. Qua thành phố Sóc Trăng. Về đây thì mình chuẩn bị, mình thấy người ta trồng mía nè, bác trồng mía rồi. Đây, mía nè. Đó, trồng mía. Anh cho đi xuống rồi tiếp tục. Đây là lối xuống phà đây. Rồi chuẩn bị xuống phà cô chú anh chị. Xe lên, nó chạy lên. Chúng mình chuẩn bị xuống phà. Phà đã gài bến không hay luôn á. Phà đã gãi đây. Thì muốn qua Sóc Trăng phải thêm con phà đấy nha cô chú anh chị. Rồi mình lên trên thử khám phá thử.
quá trời đẹp luôn. Con phà từ ở bên phía bên Sóc Trăng đi qua bên Trà Vinh đó, cô chú anh chị cho cô chú anh chị xem cái dòng sông nè, xa thăm thẳm luôn nha. Hôm nay nước nó không có chảy xiết cho nên là nó hơi bình yên tí. Chị. Sắp tới bến phà bên bên Cù Lao, gọi là Cù Lao Dung rồi. Sắp tới rồi cô chú anh chị ơi, và mình phải qua một con phà nữa mới qua được Sóc Trăng.
người ta xuống hà nè. Kính chúc quý khách thuận lộ bình an. Ở đây hình như vườn trái cây đồ nhiều quá. Mùa lợi dung mà. Cái đường nhỏ nhỏ bên cụ Lợi Dung.
Mình đi quay lại. Quay lại mình xuống mà. Đẹp hết trời luôn, lên luôn. Vé trên tay chiều 5.906.000. Con phà này chắc hơi nhỏ hơn con phà kia, sông này hơi nhỏ hơn sông này. Đảo quá trời đã. Kìa yeah. Chỗ mía à, kìa chỗ mía à. Cù Lao Dung, Cù Lao tên rất là đẹp. Rồi Sóc Trăng sẽ chào đón cô chú và anh chị nha. Đó, mình đã qua khỏi Cù Lao Dung rồi. Nhấn xong từ Cù Lao Dung qua Sóc Trăng. Từ Cù Lao Dung qua Sóc Trăng. Ở bên ngoài chạy qua tới bên đó, đó. Chạy đi qua cái cua đó rồi chạy qua bên đó mới tới. Đây, chỗ này có mấy cái cù lao luôn nè cô chú chị.
thấy cù lao luôn kìa. Dưới đó kìa, nguyên cù lao rồi. Đây cái cù lao đó nè. Bây giờ hôi heo. Đứng ở phía sau hai cái xe heo. Một cái xe heo dưới đây nữa nè. Hàng thì hôi heo muốn chết. Nước bữa nay bình rồi nên khá là dễ gấp lên là chiều còn xuống xe nữa, chiều đang đứng ở trên suốt trên cao. Ok rồi đi cô chú anh chị. Thank you.
Đây là có bốn ngã. Ngã phía sau chiều là đi xuống phà. Ngã thì thẳng là về Sóc Trăng, ngã về bên trái là Bạc Liêu, về bên phải là Cần Thơ nha cô chú anh chị. Rồi đó, đi về hướng đó gì về Bạc Liêu. Khá là nhanh. Đi về phía bên phải chiều là về Cần Thơ. Còn đi thẳng là về Sóc Trăng nè. Cho cô chú anh chị xem nha. À, cũng mùa lúa. Oh, nóng quá, chỗ đoạn này là bự mà nóng quá. Chưa có cây cối gì hết á. Yeah.
chiều là quốc lộ 60 chỗ phà Đại Ngãi chạy lên á. Thì bây giờ chiều xin phép kết thúc video tại đây. Mình sẽ nói chiều sẽ nói tiếp video kế tiếp để cho cô chú anh chị xem nha. Để cho dài quá cô chú cho anh chị xem nổi. Mình chiều sẽ nói tiếp video kế tiếp.